Đây là cục cảnh sát giao thông. Bạn có một biên lai cần nộp. Nhưng mà anh bên anh báo 5 kinh nghiệm trong nghề là đòi diễn ra. 1 năm kinh nghiệm trong nghề gì hả anh? Nghề lừa những nghề gì? Thế là nhận rồi à? Má mày sáng rồi đéo đồng lách nào mày. Đây là thông báo cuối cùng gửi đến cho bạn. Vui lòng bấm phím 9 để được hỗ trợ. Vui lòng bấm phím 9 để được hỗ trợ. Vui lòng bấm phím 9 để được hỗ trợ. Alo, hỏi sao không ra đây? Mình có một cái biên lai phạt nào đúng không ạ? Bạn có biên lai là bao nhiêu để tôi kiểm tra giúp anh? Mình không biết được, mình thấy chỉ thấy gọi điện là báo biên lai phạt thôi chứ mình không biết số biên lai là bao nhiêu. Tôi đến phòng cảnh sát giao thông, tôi đây là nhờ tôi kiểm tra giúp anh đúng không ạ? Đúng rồi bạn. Cho tôi biết họ tên của anh là gì rồi tôi kiểm tra giúp anh. Mình tên là Lê Anh Dũng. Lê Anh Dũng đúng không ạ? Đúng rồi. Số chứng minh, số căn cứ công dân của anh Dũng là bao nhiêu để tôi đối chiếu trên hệ thống anh? Tên cùng tên lên. 034090. 034. 090. 008586. 0340090008586 đúng rồi. Vâng, ở đây kiểm tra chính xác cánh trường hợp đập cả đây anh Dũng nhé. Vâng, anh giữ máy tay đợi trong giờ lát nên tôi kiểm tra đối chiếu trên hệ thống. Vâng, alo ạ. Tôi mình nghe. Alo anh Dũng. Mình nghe này. Vâng, ở đây sau khi tôi kiểm tra đối chiếu trên hệ thống hiển thị là Lê Anh Dũng. Có một biên bản vi phạm giao thông chưa xử lý, có mã số là 0038185 anh Dũng nhé. Nhưng mà vi phạm giao thông ở đâu? Tôi sau cho anh Dũng đọc toàn bộ cái nội dung thông báo đang hiển thị trên màn hình máy tính ở đây. Sau khi tôi đối chiếu với thông tin cá nhân của anh, đừng có cái biên bản vi phạm giao thông để anh Dũng chú ý lắng nghe. Rồi sau khi tôi đọc xong, có cái nào nghe không rõ, gọi là tôi sau khi đọc xong để mình nhờ nắm bắt cái rõ ràng được anh Dũng nhé. Rồi rồi. Vâng, nội dung thông báo ở đây là vào ngày 20 tháng 10 năm 2021, anh Lê Anh Dũng có thuê một chiếc xe ô tô, hiệu xe là Toyota màu đen 7 chỗ, có biển kiểm soát là 43A47466. Vào ngày 23 tháng 10 năm 2021, anh có lưu thông trên tuyến đường là Hồ Tùng Mậu va chạm với quý người. Hồ Tùng Mậu giao nhau với đường Kinh Dương Vương, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Anh đã không tuân thủ luật giao thông là vượt đèn đỏ va chạm với một người đi bộ, nhưng anh không dừng lại để giải quyết mà lái xe rời khỏi hiện trường. Bên phía cơ quan chức năng nghi ngờ anh Dũng có hành vi phóng đi xe vào đây tai nạn nhưng đang trốn tránh trách nhiệm của mình trước pháp luật, nên đã đưa ra mức phạt trước mắt ở đây là 16 triệu đồng, tạm ngưng sử dụng giấy phép lái xe trong vòng 24 tháng, truy cứu những trách nhiệm có liên quan trước pháp luật. Anh Dũng, cái câu hỏi là tại sao mình điều khiển phương tiện gây ra tai nạn mà không dừng lại để giúp đỡ người bị nạn đấy? Mình có đi đâu nhỉ? Mình ở ngoài miền Bắc, mình vào Đà Nẵng làm gì đâu? Những quan nói ở đây là sao ạ? Anh ở Thái Bình đúng không anh Dũng nào? Đúng rồi. Hiện tại là mình đang công tác ở đâu? Tại thành phố Đà Nẵng ở đây. Mình chả công tác ở đâu thành phố Đà Nẵng à? Mình chỉ có ở Thái Bình thôi. Anh không ở trong Đà Nẵng à? Mình không ở Đà Nẵng. Vậy đây tôi kiểm tra đối chiếu trên hệ thống hiển thị là vào ngày 21 tháng 10 đến thành phố Đà Nẵng thuê một chiếc xe ô tô. Sau 2 ngày có va chạm với một người đi bộ là ngày 23 tháng 10. Nhưng không dừng lại để giúp đỡ người bị nạn là sao đây Dũng à? Mình không đi luôn. Hình như có nhầm lẫn gì ở đây sao? Ý của anh nói ở đây là mình không đến thành phố Đà Nẵng. Mình không đến. Xe. Đúng rồi. Cũng không gây tai nạn có đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy anh có chính xác là Lê Anh Dũng sinh năm 1990 ở Thái Bình, có số chứng minh nhân dân là 0340090008586 không? Đúng rồi. Anh kiểm tra lại không chính xác chưa nào anh Dũng? Đúng chính xác rồi. Vậy ở đây sau khi tôi đến chiếu cái thông tin cá nhân của anh trên hệ thống là hoàn toàn trùng khớp với thông tin của người đã thuê chiếc xe này và gây tai nạn. Thì ở đây sau khi mà điều tra được xảy ra tai nạn, chiếc xe camera ghi lại được chiếc số của chiếc xe gây tai nạn là 43A47466. Thì sau quá trình điều tra đã tìm ra được chủ chiếc xe. Chủ xe khai báo trước cơ quan công an điều tra là vào ngày 21 tháng 10 năm 2021 cho anh Lê Dũng thuê xe, cung cấp cho phía cơ quan công an ở đây cái hợp đồng thuê xe và cả cái căn cứ công dân của anh Dũng đang được mô tô công chứng hai mặt và đứng tên trên cái hợp đồng thuê xe ở đây. Anh Dũng có câu hỏi là mình có cho ai mượn giấy tờ của mình để thuê xe không? Mình không cho ai mượn giấy tờ cả. Và kiểm tra giúp mình đấy. Mình chả cho ai mượn giấy tờ luôn. Là ý anh Dũng nói cái thông tin cá nhân của anh là đúng, anh không phải là người thuê xe mà gây tai nạn, anh cũng không cho anh mượn giấy tờ của mình để thuê xe có đúng không anh Dũng? Đúng rồi, mình có cho anh mượn đâu nhỉ?
Vâng, sự việc này thì đang rất là nghiêm trọng. Ở đây trên những thông tin cá nhân của anh đang đứng tên bên số hợp đồng thuê xe. Đúng rồi, đúng rồi. Chứ đến nay cái giấy tờ của anh có từng bị mất hay thất lạc ở đâu không? Mình có một lần bị mất giấy tờ. Anh mất vào năm bao nhiêu đây anh chủ? Mình mất phải từ cách đây mấy năm thôi. Cách đây 3 năm. 3 năm nào mình có mất giấy. 2018 đúng không? Ừ, đúng rồi, tầm đấy. Vâng, là tôi ghi nhận lại. Ở đây mình có từng sử dụng cái chứng minh nhân của mình để đăng ký một cái tài khoản nào online trên mạng, hay là chụp hình đăng ký để các cái tài khoản mà hay là cái app vay tiền trên mạng, hay cũng các cái cá nhân nào kiểm tra không đây chứ? Vay tiền thì mình không, nhưng mà tạo tài khoản trên mạng thì nhiều. Là có sử dụng cái chứng minh nhân của mình để tạo các tài khoản online trên mạng đúng không chị? Đúng rồi. Anh Dũng có từng sử dụng cái chứng minh nhân dân của mình đi photo đăng ký giấy tờ không thì trước đến nay? Thì có đăng ký giấy tờ xe rồi các kiểu thôi. Vâng, ở đây anh Dũng khẳng định chắc chắn với tôi là anh không đến thành phố Đà Nẵng để thuê xe không? Ừ, chắc chắn không đến thành phố Đà Nẵng. Vâng, nếu như anh khẳng định chắc chắn anh không đến thành phố Đà Nẵng thuê xe thì rất có khả năng trong những ngày đang sử dụng cái chứng minh nhân dân của mình bất cẩn đã bị một đối tượng hoặc một tổ chức nào đấy đánh cắp vào đây sử dụng cái danh nghĩa của anh và đứng trên cái thông tin cá nhân của anh để thuê xe. Không biết anh Dũng có đang nghi ngờ cái thông tin cá nhân của mình bị dò dỉ ra ngoài không? Mình cũng nghi ngờ, tại vì có lần mình cũng bị một bên nó đòi nợ ấy. Mình cũng nghe là anh nghĩ cái gì ạ? Cũng bị một bên nó nhắc nợ. Nhắc nợ? Đúng rồi. Là như thế để cho anh để nhắc nợ đúng không ạ? Anh đã giải quyết triệt để cái vấn đề đấy chưa? Giải quyết xong rồi. Giải quyết xong rồi ạ? Ừ. Thế vâng, vậy tại sao hôm nay lại ở đây lại có phát sinh cái vấn đề này ở đây? Mình chưa giải quyết triệt để đây, mình trình báo cái đơn vị nào đây? Bên cái đơn vị nào có báo cho anh nhắc nợ đây? Bên công ty FE á, công ty FE á, Credit ấy. FE Credit đúng không? Ừ, đúng rồi. Vâng, thì cái trường hợp của anh, nếu anh khẳng định chắc chắn anh không phải là người thuê xe mà gây tai nạn. Và ở đây anh đang nghi ngờ cái thông tin cá nhân của anh đang bị dò dỉ ra ngoài. Thì ở đây cái sự việc này rất là nghiêm trọng. Tôi kiến nghị anh nhanh chóng trình báo tới cơ quan công an điều tra thành phố Đà Nẵng để xảy ra vụ tai nạn. Thứ nhất là nhờ bên phía cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ giúp anh điểm xem ai đang là người đánh cắp cái thông tin cá nhân của anh. Rồi, để làm chuyện bất hợp pháp, để tránh trường hợp là anh bị truy cứu trách nhiệm trước pháp luật. Đồng thời ở đây là mình kịp thời ngăn chặn cái sự việc là cái thông tin cá nhân của anh đang bị dò dỉ ra ngoài và bị người khác bảo danh sử dụng để tránh phát sinh những vấn đề khác nghiêm trọng hơn nên chứng nhận. Ở đây không biết là mình có biết cách nào liên hệ đến phía cơ quan công an điều tra thành phố Đà Nẵng không? Mình không biết cách, tại vì mình ở ngoài miền Bắc ấy, mình không biết cách là liên hệ với Đà Nẵng cả. Bạn có thể giúp mình được không? Vâng, ở đây anh Dũng đang hiểu rõ cái sự việc mà mình đang gặp phải. Khi nãy giờ tôi trao đổi với anh chưa? Mình cũng hiểu hiểu đấy ạ. Rồi anh hiểu như thế nào đấy anh Dũng? Thì hiện tại là bên công an thì báo mình là đang gọi là thuê xe xong là bị gây tai nạn mà không giúp đỡ ấy. Mà trong khi đó thì mình không hoàn toàn, mình không thuê xe, mình cũng chả vào Đà Nẵng làm gì cả ấy. Vâng, và anh đang nghi ngờ cái chứng minh nhân dân của anh đang bị một đối tượng hoặc một tổ chức nào đấy đến khắp họ để sử dụng, có đúng không anh? Đúng rồi bạn, mình đang nghi ngờ như vậy. Vâng, và mình chưa biết cách nào liên hệ trình báo phía cơ quan công an điều tra thành phố Đà Nẵng nơi sẽ phát sinh ra cái sự việc để bên phía cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ giúp cho anh đúng không ạ? Đúng rồi. Thì hiện tại là anh Dũng có giấy viết không, tôi đọc cho anh một số cái thông tin liên quan cái hồ sơ sự việc để anh có cơ sở pháp lý trình báo phía cơ quan công an điều tra đấy. Giấy viết mình có đấy. Vâng, thì anh ghi lại những cái thông tin sau đây để có cơ sở pháp lý trình báo phía cơ quan công an điều tra phối hợp với phía cơ quan công an điều tra xác minh làm rõ cho ai đang là người sử dụng đánh cắp cá nhân của mình để làm những chuyện bất hợp pháp, tránh trường hợp là mình bị truy cứu trách nhiệm trước pháp luật và đồng thời là người nhà nạn nhân trong vụ việc này theo quy định tòa án để bồi thường thiệt hại sau khi va chạm gây thương tích. Vâng, các bạn ghi lại những cái thông tin sau đây là mã số hồ sơ. Dạ, mình bạn giúp mình với ạ. Rồi anh ghi mã số hồ sơ. Dạ. Anh ghi rõ ràng nha. Rồi. Là 0038185. 0038185 đúng không ạ? Rồi. Rồi. Tiếp tục anh xuống dòng anh ghi là ngày thuê xe. Ngày thuê xe ạ? Vâng. Ngày thuê xe. Ok được rồi. Rồi anh ghi rõ ràng nha, để có cơ sở trình báo chứ hôm qua được tra để đặt lại cái hồ sơ này được tra làm rõ xong mình lại cho anh nhanh nhúng nhá. Rồi. Mình không làm gì đó. Và ngày 21/10/2021. Ngày 21 ạ. Ngày 21 ạ. Vâng ạ. Tháng 10 năm 2021. Rồi ạ. Ghi xong chưa nào? Rồi rồi. Tiếp tục anh xuống đọc anh ghi ngày xảy ra tai nạn. Ngày xảy ra tai nạn. Là ngày 23/10/2021. 23/10/2021 ạ.
đúng không? Rồi. Tiếp tục anh xuống dò anh ghi vị trí xảy ra tai nạn. Vị trí rồi ạ. Là đường Hồ Tùng Mậu. Hồ Tùng Mậu. Giao nhau với đường Kinh Dương Vương. Ra với Kinh Dương Vương ạ. Đường Kinh Dương Vương. Rồi rồi. Phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Hòa Minh. Phường Hòa Minh ạ. Phường Hòa Minh, quận Hòa Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Liên Chiểu ạ. Thành phố Đà Nẵng. Đà Nẵng ạ. Vâng. Xe gây ra tai nạn. Chúng ta anh ghi xe gây ra tai nạn. Xe gây ra tai nạn ạ. Chở xe là Toyota màu đen 7 chỗ. Nạn là Toyota. Màu đen 7 chỗ. Đen 7 chỗ ạ. Vâng, biển kiểm soát là 43A47466. À, 47466 ạ. Rồi, ở đây là một người nhận thông báo từ bên phía phòng cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng. Dạ. Thì giờ Dũng có thể ghi lại là đơn vị điều tra có hỏi á. Ai là người cung cấp những thông tin này cho anh hay là phía đơn vị nào cung cấp để có cơ sở để mà trả lời anh Dũng nhé. Dạ dạ. Là phòng ạ. Anh nhận được thông báo từ bên phía phòng cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng. Vâng vâng, được rồi, mình ghi rồi. Rồi anh Dũng đọc lại những thông tin tôi vừa đọc cho anh ghi, không có sai sót chỗ nào không để tôi bổ sung lại những bài cung cấp. Dạ dạ, em để em đọc mã số hồ sơ là 0038185. Đúng rồi. Ngày thuê xe là ngày 21 tháng 10 năm 2021 và ngày xảy ra tai nạn là ngày 23 tháng 10 năm 2021. Vị trí xảy ra tai nạn là đường Hồ Tùng Mậu giao nhau với đường Kinh Dương Vương, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Và xe gây ra tai nạn là xe Toyota màu đen 7 chỗ, biển kiểm soát là 43A47466. Và người thông báo thông tin là bên thông báo thông tin là cơ quan cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng, có đúng không ạ? Dạ vâng, là anh nhận được thông báo từ bên phía phòng cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng. Thì người đang hỗ trợ thông báo cho anh đây là tôi là Võ Thành Đô, số hiệu 159631 nhân Dũng nhân. Dạ dạ, Võ Thành Đô, số hiệu 159631. Vâng. Ở đây là anh Dũng trong cái cuộc gọi này đang được ghi âm của bên phía cơ quan nhà nước. Một lần nữa anh khẳng định chắc chắn với tôi anh không phải là người thuê xe mà gây tai nạn. Dạ đúng rồi, em mình không thuê xe. Vâng. Chắc chắn mình không thuê xe luôn, bởi vì mình chỉ có đang làm việc tại ngoài miền Bắc, ngoài tại Hải Thái Bình thôi, chứ mình cũng không vào trong đấy làm gì cả. Nếu như Dũng khẳng định chắc chắn anh không phải là người thuê xe mà gây tai nạn, thì bên phía phòng cảnh sát giao thông sẽ hỗ trợ giúp đỡ anh thực hiện cái cuộc gọi này thông qua đường dây nóng của bên phía cơ quan nhà nước, trực tiếp kết nối với điện thoại bay sau với phòng cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng để anh trình báo cái sự việc của mình để kịp thời ngăn chặn sự việc này lại nhanh chóng nhé. Dạ dạ. Giờ đây không biết là mình đã biết cách trình báo cái sự việc của mình như thế nào chưa? Có cần tôi hướng dẫn sơ qua cho anh một lần không? Mình cũng chưa. Đây nếu anh không trình báo rõ ràng, không biết là sự việc cá nhân của anh phải cơ quan đơn vị tôi đang công tác ở đây nên chúng nhau. Mình cũng chưa biết. Anh có biết cách trình báo sự việc của mình chưa? Mình cũng chưa biết. Tại sao ạ? Anh có cần tôi hướng dẫn sơ qua cho anh một lần cách trình báo sự việc không? Có bạn hướng dẫn cho mình đi. Và ở đây sau khi kết nối anh nói rõ họ và tên của mình trước ngay không nhớ để mặc để ghi lại. Dạ. Sau đó là anh nói là anh muốn báo án. Rồi. Hiện tại là anh đang nghi ngờ chứng minh nhân dân của anh đang bị dò dỉ ra ngoài trong những lần anh sử dụng bất cẩn đã bị một đối tượng xấu hoặc một tổ chức nào đấy đến cắp họ cho anh sử dụng. Vâng. Ngày hôm nay có nhận được thông báo từ bên phía phòng cảnh sát giao thông, tôi biết được là cái thông tin cá nhân của anh đang đứng trên thì cũng bằng cái hoạt động thuê xe tại thành phố Đà Nẵng. Thì ở đây vì thuê xe và gây tai nạn nên anh truy cứu trách nhiệm anh chứ pháp luật thì anh không thể hay biết đến sự việc này. Đúng ạ. Và anh đang sinh sống và làm việc tại Thái Bình, có đúng không ạ? Đúng, đúng rồi. Rồi sau đó anh cung cấp những thông tin tôi vừa đọc cho anh ghi sau bên trước cơ quan công an điều tra xác minh, thì đợi sau khi mà bên trước cơ quan công an điều tra xác minh làm rõ anh không phải là người thuê xe mà gây tai nạn, thì anh nhờ bên trước cơ quan công an điều tra phát một công văn đến liên hệ đơn vị phòng cảnh sát giao thông của tôi đây và hoãn cái biên lai này lại, và anh không phải chịu trách nhiệm có liên quan trước pháp luật nữa. Nhưng mà quan trọng nhất ở đây anh phải hết sức phối hợp với phía cơ quan công an điều tra chứng minh lại trong sạch cũng như là lấy lại uy tín danh dự, tránh làm ảnh hưởng đến uy tín nhá, danh dự công việc của anh hiện tại cũng nắm rõ chứ nào. Đồng thời là mình kịp thời ngăn chặn những cái sự việc phát sinh thêm, ví dụ như những cái đối tượng đã sử dụng được cái chứng minh nhân dân của anh để làm hợp đồng thuê một chiếc xe ô tô thì chắc có khả năng những đối tượng xấu sẽ tiếp tục sử dụng cái thông tin cá nhân của mình để làm những việc khác có lợi cho họ và có hại cho mình. Đấy, phải hết sức phối hợp với phía cơ quan công an điều tra có như thế nào thì mình trình báo như vậy. Anh hiểu rõ chứ nào anh Dũng? Mình hiểu rồi. Rồi thì ở đây anh ở đây trong cái vùng ngoài đang được ghi âm thì anh di chuyển đến khu vực riêng tư trái tiếng ngọt bớt tiếng ngọt
để tôi hỗ trợ anh chuyển một quản này sang bên phòng cảnh sát điều tra để chỉ báo sự việc của mình nhanh nhất nhé. Giờ mình thao tác như thế nào ạ? Vâng, ở đây sẽ giữ máy nhân tay ở trong dây đắt để chuyển cuộc gọi của anh không qua để đóng công việc trước và đặt nước. Vâng. Sau khi kết nối, nói rõ họ và tên và muốn báo án. Hiện tại đây là tôi không khẳng định được anh có phải là người thuê xe và gây tai nạn hay anh đang là người bị đánh cắp cái thông tin cá nhân. Nhưng anh khẳng định chắc chắn với tôi là anh không phải là người thuê xe và gây tai nạn, thì tôi hỗ trợ để anh chuyển cuộc gọi này sang bên phía phòng cảnh sát điều tra. Vâng, bạn giúp mình. Ở đây giữ máy nhân tay từ 5 đến 10 giây, tôi sẽ hỗ trợ giúp đỡ anh chuyển cuộc gọi này sang bên phòng cảnh sát điều tra. Không biết là anh có cần hỗ trợ chuyển cuộc gọi không lên. Vâng, có, bạn giúp mình với ạ. Dạ vâng, thì anh giữ máy nhân tay đợi trong tiếng lắm. Vâng. Đây là công an thành phố Đà Nẵng, cuộc gọi của bạn đang được kết nối. Xin vui lòng truyền máy, xin cảm ơn. Đây là công an thành phố Đà Nẵng, cuộc gọi của bạn đang được kết nối. Xin vui lòng truyền máy, xin cảm ơn. Đây là công an thành phố Đà Nẵng, cuộc gọi của bạn đang được kết nối. Xin vui lòng truyền máy, xin cảm ơn. Dạ. Em có nhận được cái thông báo của công an thành của cảnh sát giao thông ấy, mà em thuê xe ở trong Đà Nẵng nhưng mà thực ra em không thuê, thì các bạn đã bảo kết nối với anh để báo cáo ấy. Rồi chào anh. Vâng vâng. Thì gọi phòng điều tra tôi là có vấn đề gì cần chúng tôi được chưa? Vâng vâng, thì em có nhận được cái thông tin từ công an thành phố giao thông thành phố Đà Nẵng báo là em có thuê xe gây tai nạn ở trong Đà Nẵng, nhưng mà thực tế là mà nói thì em không thuê xe gây tai nạn trong đấy. Thì các bạn đã bảo là em gửi, các bạn kết nối với anh để em báo cáo ấy. Thì bây giờ em làm thế nào anh? Sự việc của anh thế nào, anh trình bày đó, tôi ra mắt trước đó. Anh đặt này sự việc gì? Sự việc của em là bên công an giao thông thành phố Đà Nẵng có báo là em gây tai nạn ở trong Đà Nẵng. Nhưng thực tế là em không vào đấy, thì là các bạn đã bảo là em kết nối đến với anh để thông báo sự việc. Anh hiểu ý em chưa? Ở đây anh đã nói, ở đây chúng tôi là đơn vị điều tra nhé, là tiếp nhận sự việc. Vâng. Thì anh có vấn đề anh khúc mắc, rồi là có vấn đề gì cần tố cáo với các tội phạm ấy. À, có nghĩa là em đang nghi ngờ là có người ta dùng giấy tờ tùy thân của em để người ta thuê xe và người ta gây tai nạn ấy, rồi ảnh hưởng đến danh dự của em, đến cá nhân em ấy. Và anh nghi ngờ có người là lấy giấy tùy thân, vâng, thuê xe và gây tai nạn. Vâng ạ. Anh có biết rõ được người này là người nào không? Em không biết luôn. Tại vì là thực sự là em không vào Đà Nẵng làm gì cả. Và em cũng không có thuê xe gì luôn. Mà nó lại xảy ra sự việc như thế này ấy. Thì rồi này, cái sự việc như thế nào? Thuê xe, xe gì? Máy, xe ô tô? Sự việc thì như này. Sự việc được em được công an giao thông thông báo ấy là giấy tờ của em thuê xe 7 chỗ, ô tô Toyota màu đen 7 chỗ, biển kiểm soát là 43A47466, và xảy ra tai nạn vào ngày 23 tháng 10 tại vị trí Hồ Hùng Mậu. Vâng, thế em đọc lại đầy đủ cho anh nhé. Công an giao thông thì có thông báo cho em là mã số hồ sơ là 0038185. 0038185. Dạ. Mã hồ sơ gì đấy? Mã hồ sơ bên công an giao thông thông báo với em như vậy, mã hồ sơ là 0038185. Được chưa anh? Rồi, mã hồ sơ vi phạm. Vâng. Rồi. Vâng, và người thuê xe có đứng tên em là Lê Anh Dũng. Người thuê là Lê Anh Dũng đúng không? Vâng. Số chứng minh thư là 034 034 090 ạ. Bao nhiêu ạ? 090 ạ. 90 đúng không? Vâng. 008586. 008586. Dạ vâng ạ. Có thuê một xe ô tô 7 chỗ, Toyota 7 chỗ màu đen. Xe Toyota 7 chỗ màu đen. Vâng, biển kiểm soát là 43A47466. Soát 43466. Vâng. Rồi. Ngày vào ngày 21 tháng 10 năm 2021.
Ngày thuê xe ạ? Ngày thuê xe 24 tháng 10. Vâng. Ngày tuần ngày 1. Được rồi. Và có xảy ra tai nạn vào ngày 23 tháng 10 năm 2021 ạ? Xảy ra tai nạn là 23 tháng 10. Vâng. Vị trí xảy ra tai nạn tại đường Hồ Tùng Mậu, giao nhau với đường Kinh Dương Vương. Đường Hồ Tùng Mậu và Kinh Dương Vương. Vâng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Phường nào, quận nào đấy? Anh đọc rõ. Phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Thành phố Đà Nẵng. Rồi còn thông tin gì không? Dạ. Em còn thông tin gì không nào? Chỉ có thông tin như vậy thôi. Mà thực tế ra mà nói thì không phải là em thuê. Có nghĩa là như anh trình bày là có người đã biết thông tin họ tên của anh. Dạ vâng. Và cái số chứng minh là anh đọc rồi để thuê xe. Đúng không? Đúng ạ. Số chứng minh anh đọc lại tôi một lần nào. 034 034 090 090 đúng không? Vâng ạ. 008586. Rồi hiện tại là mục đích của anh gọi đến cơ quan là anh muốn là chúng tôi điều tra giúp anh là vấn đề ai đang sử dụng lợi dụng thông tin điện thoại của anh. Dạ vâng ạ. Để thuê xe và gây tai nạn tại Đà Nẵng đúng không? Dạ đúng ạ. Không? Vâng ạ, vâng ạ. Thì nếu ở đây trường hợp mà anh nói là anh nghi ngờ có người mạo danh ấy, trước tiên tôi hỏi anh một vấn đề này. Thì chứng minh thư nhân dân của anh là từ trước đến giờ ở từng bị mất, hay bị thất lạc đâu không? Có một lần bị mất vào năm 2018. Mất 2018 ạ? Vâng, và làm lại. Thời điểm là mất chứng minh hay là mất đang sử dụng ở 9 số hay là căn cước? Thời điểm đấy là căn cước rồi, mà em mới cấp cái căn cước này được tầm khoảng gần một năm ấy thì bị mất, xong phải em cấp phải cấp lại. Bị mất thời điểm đó mình rơi đất hay là bị rơi ví? Rơi tờ hay thế nào? Bị rơi ví. Rơi ở địa phận nào? Rơi ví ở ngoài Hải Phòng. Rơi ở Hải Phòng à? Vâng. Nắm rõ quận nào không? Không nhớ, hồi đấy em chỉ nhớ chơi ở chỗ khu như vực chợ sắt ấy. Thì không biết là nó ở quận nào, không biết là quận Lê Chân hay quận nào ấy, ở khu vực chợ sắt. Thì thời điểm bị mất giấy tờ tùy thân đấy, thì anh có báo với cơ quan địa phương nơi bị mất là mình chưa lấy giấy tờ không? À, không, lúc đấy em chỉ có nhờ bên bạn bè ở bên chợ thông dán tờ rơi thôi. Dẫn tờ rơi. Vâng. Rồi có vấn đề có tìm lại được cái căn cước này không? Không tìm lại được. Cũng là thông báo cơ quan công an. Thì hiện tại căn cước mới của anh là cấp ngày tháng năm nào? Ngày 10 tháng 4 năm 2019. Mất tầm khoảng tháng cuối năm của năm 2018. Anh vừa nói tôi là hơn 1 năm rồi, lên 3 năm rồi sao đây? Không, em có bảo anh là hơn 1 năm đâu, em bảo là anh mất từ năm 2018 à. Cái này khai báo chính xác nhé. Chính xác. Được rồi này. Cái sự việc này thì nếu đúng là anh nghi ngờ có người mạo danh thông tin của anh để làm thật dụng xe mà phải sự cố tai nạn ở Đà Nẵng đấy. Vâng. Thì đã tương đối nghiêm trọng rồi. Tôi không bài trừ khả năng là bên tội phạm là cá nhân tổ chức đó là chúng đang lợi dụng một tin quanh để làm chuyện vi phạm pháp luật. Anh nắm rõ như nào? Dạ vâng. Trường hợp này đúng theo quy định pháp luật, tôi yêu cầu anh mang theo chứng minh nhân dân là trực tiếp đến cơ quan công an thành phố Đà Nẵng thôi. Chúng ta sẽ mặt đối mặt làm một phần hồ sơ như bên đó. Dạ vâng. Sau khi hoàn thành xong thủ tục hồ sơ thì chúng tôi mới chính thức là tiếp nhận và lập án điều tra và xử lý nhanh được. Vâng. Anh nắm bắt gì không? Dạ vâng.
Vâng, em nắm rồi, Thế nhưng mà chừng tại vì nào em anh không thể có vào cái trong tư đấy được vấn ấy. làm việc không? Em không thể vào Hiện trong tại đấy là được. công việc nào? Em đang ở thành phố Thái Bình. Ở Thái Bình. Vâng. Thì sắp xếp trong thời gian là trong ngày mai hoặc ngày mốt thì cho anh 2 ngày đi. Anh sắp xếp ra trực tiếp cơ quan làm việc. Ra Thái Bình, công an thành phố Thái Bình Vâng, ạ. sắp xếp được không nào? Cơ quan công an thành phố Thái Bình ạ. Ra cái cơ quan công an này có nắng. À, Chủ tịch mình nói là tôi sẽ vấn đề xử lý vâng người vâng phạm kiểu vâng là quan vâng sản thôi. vâng vâng chắc 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 Thế em không nào? không không đi được rồi anh ạ, em lại không đi được. Có cách nào không anh? Ở đây là vấn đề quy định pháp luật xảy ra rồi. Em không Anh thể có lý do gì mà anh không đi được? Có lý do khó khăn gì? thứ nhất là ở ngoài này thì em công việc cũng khá là nhiều ấy. Công việc Công em việc ngoài hiện tại này anh đang làm công việc gì? em thì làm kinh doanh. Kinh doanh. Vâng. Doanh về mảng gì? Em bán đồ điện ở Thái Bình thôi. Dạ vâng. Đồ điện thì có vấn đề khó khăn ở nhà thì cái nó là vấn đề chưa? Em có gia đình rồi mà bán thì cũng phải ở cửa hàng suốt ấy, không đi được ấy. Có mỗi một mình mà. Còn nhà luôn. Vấn đề bán đồ điện thì cái này là sao mà anh nói là vấn đề khó khăn của anh được? Thì có lý do nào chính đáng hợp lý không? Nếu có lý do chính đáng hợp lý thì tôi sẽ làm Cũng mà hỗ trợ cho thứ anh. nhất là cửa hàng bận, thứ hai là con nhỏ không đi được. Có hai vợ chồng với vợ em vừa sinh em bé được khoảng 2 tháng, 3 tháng. Không biết là anh ở với vợ chứ không phải ở với mình đúng không nào? Dạ vâng đúng rồi. Còn 2 tháng à? Vâng. Thì cái thông tin nguồn tin này anh đã chính xác, nó nhận là chính xác chưa? Nó chính xác là có người mạo danh. Chính xác đấy. Thông tin này là từ bên đơn vị nào? Bên nào có báo danh? Cảnh sát giao thông thành phố Đà Anh đã xác nhận chính xác cái thông tin nguồn tin này chưa? Nẵng. Chính xác đấy. Là bên đó họ có chụp chiếu hình ảnh gì cho anh xác nhận chưa? Chưa có Để chủ mà chiếu hình ảnh cái gì ạ? sự việc này đây chúng tôi phải nắm rõ được và đúng xảy ra thì chúng mới điều tra được anh như thế nào. Chưa có. Chưa có hình ảnh gì ạ? Thì họ có cái thông tin gì mà anh đã khẳng định là chính xác rồi, cho anh những thông tin gì? Thì thông tin thì em đọc cho anh thôi, ngày thuê xe, ngày xảy ra tai nạn, vị trí xảy ra tai nạn, nó xe như nào. Mã số hồ sơ thế thôi, có thế thôi. Xác nhận là chính xác ở bên phòng giao thông là thông báo đúng không nào? Vâng ạ. Này là bây giờ có vợ và con 2 tháng rồi. Vâng. Được. Kinh doanh không đi được. Vấn đề này là nó cũng chưa có gì là khó khăn cả, tại nó kinh doanh cũng nhất là kinh tế đầy đủ, tài chính đầy đủ. Cũng bình thường, không đầy đủ lắm thôi. Rồi, nhưng mà vấn đề là đi lại là có bình thường thôi. Anh còn làm rõ cái vấn đề là quy định pháp luật ra. Thì nếu một trường hợp đặc biệt có vấn đề gì khó khăn quá, tàn tật để giải quyết tật, khó khăn đi lại hoặc là những vấn đề khác thì chúng tôi mới xử lý giúp đỡ hỗ trợ thôi, cái hồ sơ và xác minh tại địa phương sau đó xử lý được. Thực sự là em Anh không đi có được thắc thật, mắc thực nào? sự là bây giờ là công việc của gia đình với lại gì có con nhỏ các kiểu ấy không thể đi được, mà cửa hàng mà đóng thì mấy ngày thì không không đóng được ấy, bởi vì còn kinh doanh còn lo kinh tế cho gia đình ấy. Kinh doanh đồ điện này tháng thu nhập bao nhiêu cao, tháng bây giờ thu nhập bao nhiêu? Thu nhập cũng bình thường ấy ạ, lúc được lúc không thì tầm cao điểm thì tầm khoảng 20-30 triệu, mà cả bình trung bình thì cũng tầm khoảng 20 triệu, 30 triệu Cao điểm cũng 20-30 là trung bình 20-30 tầm còn đấy. Nói chung là em không nắm được, tại vì cứ kinh doanh này có tiền thì cứ tiêu, không nắm. rồi thì nếu mà rảnh rỗi em trực tiếp đi ra công an bên địa phương anh mà báo thì biết đi còn xong rồi báo về rồi kiểu gì có văn bản về thôi. Công an địa phương tại thành phố Thái Bình ạ? À? Đúng rồi. Vâng. Thế có gì em chạy qua đấy. Thế bên anh tôi không sẽ giúp được em à? có vấn đề gì anh Bên anh không giúp được em ngay à? anh lên đây anh có những người báo án đâu, vấn đề là chúng tôi giúp được gì? Thì em đang báo án cho anh mà. Thôi anh rảnh rỗi thì anh tiếp ra công an phường làm việc nhé, đừng có rảnh rỗi thời gian nhé. Em không Tôi rảnh đâu. là chuyên môn nghiệp vụ, còn
À sao anh? Sao anh? Anh rảnh rỗi quá anh nhá. Em không rảnh, thực sự em không rảnh đâu anh. Anh giúp em với. Rảnh ở đây để làm gì? Thì em thấy bên anh điện. Con đâu rồi? Sao anh? Nhận được bao lâu rồi? Em kinh doanh mới được mấy năm thôi. Sao? Hú. Điện qua đây nhá. Ờ anh ơi. Ờ là sao anh ơi? Anh ơi. Sao? Thì em thấy các anh báo thì em báo với anh thôi chứ làm sao đâu anh. Anh. Anh ơi. Ờ nhưng mà anh bên anh báo một năm kinh nghiệm trong nghề gì anh? Nghề lưng nghề lừa chứ nghề gì? Thế là nhận rồi à? Hả? Thấy quá mặt tao rồi, ngon rồi ngon dễ quá. Thế các anh đã nhận rồi, khổ. Đó, người diễn như vậy mới đọc cái số căn cước, mới đọc cố, mình nhấn nhá sai vậy, cố tao biết nhé. Ồ, số căn cước đọc đúng mà. Mày đọc 03 cơ, 90, mà còn nhấn 2 lần luôn. 034, 090, thì đúng rồi gì nữa. Thôi làm ăn thế làm gì nó thất đức em ạ. À. Nó phí ra. Mày thằng gì dở à? Mày biết một ngày tao làm bao nhiêu tiền mà thất đức. Nó có tiền thì có tiền nhưng mà nó lừa người khác thì nó thất đức ấy. Rồi sau này còn để lại tiền để lại đức cho con cho cái chứ. Đúng không? Mình kinh doanh tự mình kinh doanh đây thì còn kêu kêu đâu nữa tao cho mấy thằng bên dưới nó cho mày đắp thua luôn nhé. Tụi ra được Hải Phòng không? Này, cô ra được Hải Phòng không? Cô ra được Hải Phòng không? Mày Hải Phòng á? Ừ, ở Hải Phòng. Ra Hải Phòng đi, cho vui. Bố mày đi, mày bên Mỹ đi mà. Ông dùng cái số ảo, ông gọi như thật đi nhỉ. Thôi đi lừa ít thôi. Lừa người ta, khổ thân người ta này, đúng không? Đang mệt đúng thì mẹ tính xả chết, mày biết công việc này cũng... Thôi, nói chung là công việc nó rất là mệt đúng không? Nhưng mà ở bên mãi bên Mỹ mà lừa tận về Việt Nam. Mẹ mày ở Việt Nam cho nó bắt đi à? Không mẹ, tôi nghi bạn ở Việt Nam lắm. Tại vì tôi nghĩ ở Việt Nam dùng số ảo bình thường mà, cần gì phải dùng số Mỹ. Bạn công nghệ cao bây giờ lắm. Bạn hiểu là nó rất là phức tạp đúng không? Ừ. Nó rất là nhiều vấn đề. Cái tập đoàn của nó rất là đông. Nên là cái tổ chức của nó là bạn không biết đâu. Tốt nhất là bạn... Đi, tại mình cũng muốn trêu trêu các bạn một tí mà. Có làm qua nghề này không mà sao lại biết hay thế? Không phải làm qua nghề này, mình là dân công nghệ. Cái việc này mình biết nhiều. Dân công nghệ hả? Ừ. Em sản ngoan chết nhỉ. Sao mà đi vào tại. Sao sao? Má mày sáng ở đéo đồng cách nào. Thôi làm tí cho nó vui, xả thật chép tí làm gì đâu. Thôi đi đừng có làm ăn. Ừ nhưng mà thôi lừa ít thôi, mẹ lừa nhiều quá khổ thân người ta. Tao nhái giống không? Ừ. Thôi nhá. Thôi chào bạn nhá. Ừ chào bạn nhá. Ừ.